Ở cuộc chạm trán với Tuisoshi Sudario tại sự kiện RIZIN45, võ sĩ Mikio Ueda đã thi đấu rất xuất sắc để giành chiến thắng Khnochao ở phút 0:55 của hiệp 2. Trước trận đấu này, Tuisoshi Sudario là người được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ nhờ vào việc từng là đô vật sumo chuyên nghiệp và có 8 trận thắng sau 10 lần thượng đại ở đấu trường MMA chuyên nghiệp. Trong khi đó, thành tích thi đấu của Mikio Ueda khá khiêm tốn với 2 thắng, 1 thua. Bước vào trận đấu, Tuisoshi Sudario là người chủ động tấn công trước và chiếm được nhiều lợi thế trong hiệp 1. Tuy nhiên, Mikio Ueda vẫn đủ sức phòng ngự cho đến khi hiệp 1 khép lại. Khi hiệp 2 diễn ra được gần 1 phút, Mikio Ueda bất ngờ có một pha phản đòn chất lượng khi tung ra cú đá cực mạnh khiến Tuisoshi Sudario ngã gục xuống sàn. Sau đó, võ sĩ người Nhật nhanh chóng lao tới bồi thêm vài cú đấm khác buộc trọng tài phải can thiệp và công nhận chiến thắng Khnochao cho anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.